Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa thật là phước hạnh để chúng ta được về nhà Chúa trong ngày hôm nay, để thờ phượng Chúa trong ơn của Ngài. Khi nãy thì khi chúng tôi hoan nghênh và chào mừng những người mới thì chúng ta còn chưa có đầy đủ. Cho nên nhân cơ hội này chúng tôi xin hoan nghênh và chào mừng anh chị Dũng Huệ từ California đến nhóm lại với chúng ta, đây là người thân của cô Loan. Chúng tôi ban phước cho anh chị Dũng. Chúng tôi cũng xin được hoan nghênh và chào mừng cô Tình đến từ Việt Nam, cũng lần đầu tiên để nhóm lại với hội thánh của Chúa. Xin Chúa ngày ban ơn trên cô Tình. Cảm ơn Chúa và cũng có cơ hội để chào mừng mẹ vợ của Bình An, mẹ của Loan, cô Lan đến từ Virginia. Xin Chúa ngày ban phước trong ơn của Chúa. Và hết thảy quý anh chị em đến nhóm lại với hội thánh ở trong ngày hôm nay, xin Chúa ngày ban phước cho chúng ta một cách dư dật luôn trong ơn của Ngài. Tôi cũng nhân cơ hội này trước khi chia sẻ lời Chúa cảm ơn các con gái của Chúa đã đi và yểm trợ chúng tôi trong chuyến hầu việc Chúa vừa qua ở tại Pensacola. Sự cầu nguyện của các anh em thức dậy vào lúc 3 giờ sáng để cầu nguyện. Chúng tôi cảm nhận được cái sức mạnh của lời cầu nguyện đó. Cảm ơn quý con gái của Chúa đã đi và hiệp tác để chúng ta có thể hầu việc Chúa, giúp đỡ cho anh chị em chúng ta qua những lời làm chứng, qua những thời giờ chúng ta cầu nguyện, chúng ta phục vụ. Cảm ơn Chúa. Và hơn nữa, gửi lời cảm ơn đến tất cả các con gái của Chúa ở trong hội thánh, không có đi nhưng mà ở nhà đã giúp đỡ và đã đổi những cái nón mới trong những cái công tác để thay thế cho chúng tôi, vì gần 50 người đã đi tham dự đại hội. Cho nên cảm ơn Chúa vì anh chị em đã phục vụ một cách tốt đẹp, và tạ ơn Chúa. Chúa ngày cũng dùng Minh và Phước Nguyên để chia sẻ lời Chúa và thông dịch cho chúng ta. Chúng tôi cảm ơn Chúa vì từ xa chúng tôi cũng theo dõi buổi nhóm, thấy Chúa ngày dùng Minh và Phước Nguyên một cách rất là tuyệt vời. Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta ngợi khen Chúa. Sau này chúng ta sẽ tiếp tục và kết thúc loạt bài Khi Bất Khả Thi Trở Nên Khả Thi. Và chúng ta sẽ cùng suy nghĩ về phép lạ của sự giải cứu. Phép lạ là gì? Chúng ta thấy rằng ngày hôm nay người ta sử dụng từ phép lạ một cách rất là thoáng mà cũng mất đi ý nghĩa của nó. Khi chúng ta tìm được một cái chỗ đậu xe tốt gần với cửa để chúng ta vào trong khu mua sắm, chúng ta nói rằng đó là một phép lạ. Hay là chúng ta mua được cái tủ lạnh với giá rẻ, chúng ta nói rằng đó là phép lạ. Hay là chúng ta nhận một cái gì đó một cách đặc biệt, chúng ta gọi là phép lạ. Nhưng mà chị em, phép lạ lớn hơn nhiều. Phép lạ là khi chúng ta có năng đề, chúng ta cầu xin và Đức Chúa Trời toàn năng đã bước vào và can thiệp. Chúa đem trời đến đất này để giải quyết năng đề cho chúng ta. Đó là phép lạ theo định nghĩa của Kinh Thánh. Amen. Phép lạ là sự can thiệp siêu nhiên của Chúa cho hoàn cảnh của chúng ta. Cho nên khi chúng ta có năng đề là chúng ta là đối tượng của phép lạ của Chúa. Nếu mà chúng ta biết kêu xin Chúa thì chúng ta sẽ được giúp đỡ. Và chúng ta đã học về một số các phép lạ. Và mục đích của loạt bài này là để xây dựng đức tin của chúng ta, để tin vào những điều kỳ diệu mà Chúa ngài có thể làm. Nếu chúng ta đọc số Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy rằng có rất là nhiều phép lạ được ghi lại cho chúng ta. Nhưng chúng ta có thể chia loại làm bốn cái phép lạ chính mà chúng ta có thể thấy được. Chúng ta đã học trong tuần đầu phép lạ của sự chữa bệnh. Cảm ơn Chúa vì phép lạ của sự chữa lành của Chúa là một trong những nét rất rõ rệt và thường xuyên xảy ra trong chức vụ của chúng tôi và hội thánh của Chúa VBC Houston tại đây. Chúa đi vừa rồi chúng tôi cũng đã có cơ hội để gặp gỡ một số các con gái của Chúa, và họ ước mong để gặp chúng tôi để làm chứng về phép lạ mà Chúa đã làm trên họ qua chức vụ và đời sống của chúng tôi. Chúng tôi được khích lệ rất nhiều. Tối thứ năm khi vợ chồng chúng tôi đến sớm thì một sư Tấn và ban tổ chức mời chúng tôi đến để cầu nguyện cho các chị em phục vụ ở trong đội tuyển của đại hội, như chúng ta hàng năm được cầu nguyện trong ngày thứ ba hoặc là ngày thứ tư trước đại hội. Cảm ơn Chúa khi chúng tôi đến nơi và cầu nguyện xong, trên đường chúng tôi ra về trở lại khách sạn của mình thì chúng tôi có một người chặn chúng tôi lại, nói rằng tôi đã chờ lâu rồi, vì nhiều lần mục sư Tấn mời mục sư đến đây để trong ngày lễ khánh thành dâng hiến thánh đường cho Chúa và nhiều cái trường hợp dịp tiện khác, nhưng vì mục sư quá bận, mục sư không có thể đến được. Tôi chờ và hôm nay được cái phước hạnh này, cho nên tôi phải nói cho ông bà nghe để được khích lệ về công việc mà quyền năng của Chúa đã đặt để trong đời sống của mục sư. Tôi cảm ơn Chúa. Tôi nghe kể lại nhiều năm về trước, khi anh sinh sống ở trong một hội thánh
gọi là truyền thống. Họ không dạy về phép lạ, cũng không nói về dấu kỳ phép lạ của Chúa, những điều siêu nhiên của Chúa. Nhưng mà rồi một ngày thì thấy trong một cái chương trình đặc biệt, có 4 mục sư từ xa đến, và trong đó có mục sư Khánh, được nghe về công việc của Đức Thánh Linh một cách rõ ràng đầu tiên ở trong đời. Và khi được cầu nguyện thì Chúa Ngài có thăm viếng làm việc, bạn trở về trong sự vui mừng và bắt đầu để ý đến những việc siêu nhiên từ nơi Chúa. Dịp tiện thứ hai là lúc 100 năm, kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Việt Nam. Lúc bây giờ nhiều hệ phái nhóm nhau lại ở tại Nam Cali, ở tại Thánh Đường Kính, thì cũng có những cái hội đồng xảy ra trong cái dịp đó. Thì lúc bây giờ tôi nhớ mục sư Nguyễn Xuân Đức, ông nói chuyện, ông nói rằng nếu tổ chức những cái cuộc hội đồng trong dịp kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Việt Nam mà không nói đến chức vụ của những người mà bước đi trong quyền năng ân tứ của Chúa thì là một cái điều thiếu sót. Vì trong những năm gần đây, những năm sau này, thì hội thánh của Chúa phát triển rất nhanh, rất mạnh ở giữa các hội thánh tư gia và các công trường truyền giáo từ ở tại Đông Âu cho đến Nam Hàn và Malaysia. Cho nên ông đề nghị và ông khuyến khích là các hội thánh ân tứ, các hội thánh bước đi trong sự đại diện Đức Thánh Linh nên có một đại hội. Và cảm ơn Chúa vì lúc bây giờ ông là chủ tịch của Hội Tin Lành Việt Nam Thế Giới. Và khi đáp ứng lại, chúng tôi tổ chức cùng một cái lúc với các đại hội khác. Thì anh em mà làm chứng với tôi nói rằng chúng tôi trốn từ đại hội của CMA đi qua để nghe một sư giảng. Và cảm ơn Chúa hôm đó thì chúng tôi được mở mắt và được Chúa Ngài chỉ cho thấy là con cháu của CMA, là con cháu của mục sư A.B. Samson, là người sáng lập, đã đánh mất hai cái điều phước hạnh ở trong sinh hoạt của hội thánh. Tại bởi vì hôm đó tôi dùng cái logo của hội thánh Tin Lành Việt Nam, trong đó có cái thập tự giá, có cái vương miện, có cái bình dầu và cái ly rượu. Thì tôi nói rằng ngày hôm nay chúng ta bị thất truyền, hay là chúng ta lãng quên. Chúng ta có giảng về Tin Lành cứu chuộc là biểu tượng của thập tự giá đó. Và đôi khi có một số hội thánh giảng về vua hầu đến, Chúa Giêsu sớm tái lâm để tiếp rước hội thánh của Ngài. Nhưng hội thánh hoàn toàn yên lặng về cái bình dầu và cái ly rượu. Đó là công tác của Đức Thánh Linh thánh hóa chúng ta và ban cho chúng ta quyền năng để chúng ta có thể hầu việc Ngài trong sự sức giàu ở trong quyền năng của Chúa. Thì một số con gái của Chúa là họ vừa nghe vừa vui vì nhận được cái tin vui này, nhưng mà vừa tức là bởi vì mình lớn lên ở trong nhà thờ và người ta đã yên lặng về công tác của Đức Thánh Linh trong đời sống của mình như vậy. Và cảm ơn Chúa khi chúng tôi kêu gọi và phục vụ thì anh đã nhận được báp têm trong Đức Thánh Linh, ngã ra trong sự hiện diện của Chúa và cầu nguyện tiếng mới. Ngày hôm đó cũng có rất là nhiều người được chữa lành. Làm chứng thêm một cái cơ hội thứ ba và là tiếp xúc với chức vụ của chúng tôi. Đó là khi đến Houston tới đây, ở trong một cái kỳ đại hội năm mà nhà truyền giáo Reinhold Bonnke rao giảng ở tại Arena Theater, chúng ta nhớ ngay chỗ góc đường 59 và đường Phong Trân đó. Thì tạ ơn Chúa xảy ra. Vì anh có một cái chứng bệnh nan y mà bác sĩ cho biết là tối đa là 2 tháng để sống. Anh đi để tìm sự chữa lành và trở về có thể là mình sẽ không còn sống nữa. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa cho đến nơi thì phép lạ đã xảy ra. Chúng ta biết một sư truyền giáo, nhà truyền giáo Reinhold Bonnke, ông đã nói rằng ông đã đặt tay trên quá nhiều triệu người rồi. Bây giờ thì ông chỉ có thể hướng dẫn cho chúng ta nhận báp têm Đức Thánh Linh đồng loạt. Và tôi nhớ hôm đó 2.000 người đón nhận cái sự hướng dẫn của ông cho việc nhận báp têm trong Đức Thánh Linh và nói tiếng mới theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Còn việc phục vụ những người có nhu cầu thì ông không có làm công việc đó. Nhưng mà Chúa cho tôi cũng như bác sĩ John C. Crandall cùng một số các mục sư ở trong ban lãnh đạo của tổ chức và đại hội phục hưng của chúng ta. Chúng ta nhớ chúng tôi xếp anh em dọc chung quanh vách tường của cái Arena Theater đó. Và chúng ta thấy hơn 1.000 người cần được sự phục vụ. Cho nên chúng tôi phục vụ bằng hết tất cả những cái khả năng mình có thể được. Và người anh em này kể rằng khi tôi đi ngang qua, thì Chúa cho tôi đặt tay trên bụng của anh và công bố tất cả những cái gì xấu, những cái gì bẩn ở trong máu của anh là phải biến mất ngay trong thời gian này và hãy được lành trong danh Đức Giê-xu. Và cảm ơn Chúa, anh nhận sự chữa lành của Chúa trong ngày hôm đó. Trở về đi gặp bác sĩ nói rằng ung thư máu không còn. Cảm ơn Chúa, ngợi khen Ngài. Anh dân mình hầu vì Chúa và 10 năm qua đã hầu vì Chúa
trong chức vụ mục sư và hiện tại là phụ tá mục sư cho mục sư Tấn ở Hội Thánh Ân Điển ở tại Pensacola. Cảm ơn Chúa. Một phép lạ khác cũng là một cái điều mà cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Trời của chúng ta vẫn là Chúa là đấng làm phép lạ của sự chữa bệnh. Một con gái của Chúa trong lúc chúng tôi ngồi ăn trưa với đại hội ở ngoài bờ biển, vì sáng thứ bảy là hội thánh đại hội nhóm lại tại bờ biển. Thì trong lúc tôi ngồi ăn trưa như vậy thì có một cô từ Iowa dắt mẹ của mình đến. Và bà nói rằng tôi ước mong lâu rồi để gặp mục sư trực tiếp để có thể nói lên điều này. Đó là cảm ơn mục sư. Ở trong những ngày của dịch bệnh thì tôi đi khám bệnh và bác sĩ cho biết rằng tôi bị ung thư thời kỳ cuối cùng. Và bác sĩ cho biết rằng tôi chỉ còn một thời gian rất ngắn để sống. Cảm ơn Chúa trong những buổi học Kinh Thánh. Lúc bây giờ chúng ta có buổi học Kinh Thánh tối thứ tư, chúng tôi vì nhu cầu các anh em không thể đến được nhà thờ thì chúng ta mở một cái cơ hội, một phương tiện khác để phục vụ những người ở xa bằng việc cầu nguyện cho họ. Và họ nhắn tin vào, chúng tôi cần được cầu nguyện điều này, hay là người thân thương chúng tôi cần được cầu nguyện và cần được sự chữa lành cho bệnh này bên kia. Thì lúc bây giờ anh Trịnh Dũng đã chiếu ở trên màn hình và chúng tôi cứ xem trên màn hình những nhu cầu và chúng tôi cầu nguyện. Thì bà là một trong những cái nhu cầu, con gái của bà đã yêu cầu để chúng tôi cầu nguyện cho mẹ của mình ung thư trong thời kỳ cuối cùng. Và ngợi khen Chúa, Chúa đáp lời cầu nguyện và bà đã được chữa lành. Và bà sống một cách khỏe mạnh, ngợi khen Chúa của chúng ta. Và bà đến cảm ơn tôi và nói đến lòng biết ơn. Trên đường đi hai mẹ con, nhất là người con gái, có những nhu cầu rất lớn và rất là khó ở trong đời sống. Thì bà nói rằng mình đi đến và gặp mục sư Khánh, ông cầu nguyện cho thì mọi việc sẽ được giải quyết. Và bà đi với đức tin như vậy và con gái cũng với đức tin như vậy. Thì ngợi khen Chúa của chúng ta, cô cũng đã kinh nghiệm một cái sự chữa lành mới. Đó là khi cô đi ra tắm biển thì sóng hôm đó rất là lớn và đập vào trong cái chân trái của cô thì đầu gối của cô bị trật khớp. Rất là đau đớn đi ở trong sự đau đớn. Cảm ơn Chúa, tối đó khi chúng tôi phục vụ những người cần được sự chữa lành thì cô đã được chữa lành ở trong ơn của Chúa, trong quyền năng của Ngài, đi đứng trở lại được mọi sự bình an, bình thường ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa, phép lạ của sự chữa bệnh. Chúng ta đã học, chúng ta cũng đã thấy tại đây có những con gái của Chúa và ngày hôm đó chúng ta đã áp dụng cái thẩm quyền mà Chúa Ngài ban cho trong việc thi thố phép lạ của sự chữa bệnh. Và chúng ta đã cầu nguyện cho những người có nhu cầu. Và cảm ơn Chúa nhiều người cũng đã được chữa lành bởi những con gái của Chúa làm hành động trong đức tin, trong sự vâng lời. Và Chúa Ngài đã sử dụng tay của anh chị em, lời công bố của anh chị em mà người ta được chữa lành ở trong Chúa. Tuần sau chúng ta học về phép lạ của sự bảo vệ. Chúng ta ngợi khen Chúa vì Chúa Ngài có quyền để bảo vệ chúng ta một cách siêu nhiên. Có những trường hợp Chúa bảo vệ và giữ sự sống của chúng ta để chúng ta có thể làm nguồn phước cho muôn người. Và anh chị em đã thấy điều đó, có những việc Chúa Ngài cứu chúng ta khỏi cái chết một cách rất là lạ lùng. Những tai nạn xe, những cái trận pháo kích, vân vân. Và chúng ta thấy rằng, hay là khi chúng ta vượt biển, Chúa gìn giữ bảo vệ chúng ta. Phép lạ của sự bảo vệ của Ngài vẫn còn thể hiện ở trong ngày hôm nay cho chúng ta nữa. Rồi tuần rồi, bởi sự hiệp tác và chúng ta thấy Minh đã giúp đỡ và chia sẻ với Hội Thánh phép lạ của sự cung cấp của Chúa. Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài có thừa quyền năng và giàu có đủ để có thể cung cấp cho chúng ta tất cả những nhu cần trong đời sống của chúng ta. Ngài khen Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ học cái phép lạ, cái loại phép lạ thứ tư, đó là phép lạ của sự giải cứu. Đây là một cái đề tài, một cái lĩnh vực mà ít được nói đến, vì nó cũng có thể làm cái đề tài đáng sợ đối với một số người, trong khi cũng có một số đông người đã quen ở trong truyền thống và đã được dạy bởi những người mục sư được huấn luyện bởi tân phái thì không còn chắc chắn rằng có quỷ. Và họ đã đi đến những lời giải thích. Ngày xưa thì khi bệnh mà không giải thích được thì người ta gọi là có quỷ. Cho nên đó là lạc hậu. Họ nói theo như cái nhìn và cái lập luận của con người ngày hôm nay. Nhưng mà vô hình dung, họ nói Đức Chúa Giêsu lạc hậu. Và Đức Chúa Giêsu đuổi quỷ. Và Đức Chúa Giêsu quỷ quyền cho hội thánh của Chúa để đuổi quỷ. Và chúng ta ngày hôm nay xin Chúa Ngài thương xót. Để chúng ta lại nhận biết những gì Chúa Ngài cho chúng ta, để chúng ta có thể thấy phép lạ của sự giải cứu được thể hiện ra ở trong ơn của Chúa. Anh chị em, mánh khóe lớn nhất của ma quỷ mà nó đã từng sử dụng, đó là thuyết phục thế giới này rằng nó không hiện hữu, đâu có quỷ đâu. Và nó rất vui khi chúng ta lại truyền tin cho nó. Và nhiều khi đáng tiếc là từ các bục giảng, nhiều người ta nói rằng không có quỷ. Đó là cái chuyện ngày xưa, đó là chuyện phản khoa học.
Nhưng mà anh chị em yêu nhau, chúng ta là những người Việt Nam sống ở trong một đất nước rất là tối tăm, chúng ta biết có quỷ chứ, phải không? Chúng ta đã từng thấy những cái điều lạ nó xảy ra, không thể giải thích được. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết có sự có mặt của quỷ. Cho nên đừng bị mắc mưu của ma quỷ. Cái mánh khóe của nó là nó muốn thuyết phục thế giới rằng nó không có mặt, để người ta có thể ngồi yên và để người ta có thể nhắm mắt, để nó tấn công vào trong gia đình, trong hôn nhân, và nó giết chết con cái của chúng ta. Cho nên hãy nhớ đến và nhận biết mánh khóe của nó. Quỷ có thật. Ephesos chương 6 câu 12, lời của Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta đang ở trong một cuộc chiến. Và cuộc chiến này được mô tả như thế này: vì chúng ta chiến đấu không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối này và các thần dữ ở các nơi trên trời. Như vậy tại đây, sứ đồ Phaolô bởi ơn soi sáng của Đức Thánh Linh đã ghi lại cho hội thánh của Chúa thành Ephesos rằng chúng ta đang ở trong một trận chiến. Trận chiến này không phải là chồng, là vợ của mình, là những con người có xương có thịt. Nhưng mà trận chiến này là chúng ta chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ cầm quyền bá chủ thế giới mờ tối này và các thần dữ ở các nơi trên trời. Tóm tắt lại, chúng ta đang đối diện và chiến trận với quỷ dữ. Câu hỏi của chúng ta có thể đặt ra là quỷ dữ là ai? Có nhiều người hiểu sai và tin rằng quỷ là linh hồn của người đã chết. Họ đã chết và họ không có được cúng, không có được lo cho mồ yên mã lạnh. Họ thành những con ma đi nhát người ta, đi đầu này đầu kia để làm những công việc, có trường hợp trở về bắt chí cho con của mình. Người ta tin điều đó. Nhưng mà lời của Chúa cho chúng ta biết rằng linh hồn của người chết, tâm linh của người chết không có đi lãng vãng như vậy, mà Kinh Thánh như là lập tức được giam vào trong cái chỗ tạm giam gọi là địa ngục. Như chúng ta nhớ trong câu chuyện của Lazarus và người giàu, cả hai chết. Lazarus thì được thiên sứ ấm bồng và đưa vào đặt ở trong lòng của tổ phụ Abraham, còn người giàu chết thì đi thẳng vào trong âm phủ. Tại đó đã chịu đau đớn khốn khổ rồi, cho nên nài nỉ tổ của Abraham xin sai Lazarus đến, chỉ cần chấm cái ngón tay vào trong một ít nước, thấm vào trong lưỡi của ông, miệng của ông, bởi vì ông khổ quá, khốn khổ quá. Và khi tổ Abraham trả lời rằng khi đã chết rồi thì không còn có cái cơ hội để cầu nguyện nữa, thì người này nói: thôi như vậy, xin tổ Abraham sai Lazarus trở lại trên thế gian để cảnh giác các anh em của tôi. Thì tổ Abraham cũng nói: ở trên thế gian này có các tiên tri, có lời của Đức Chúa Trời, thì không cần phải người chết sống lại mới rao giảng. Mà đã có Đức Chúa Trời, Ngài là đấng yêu thương, không muốn người nào mất cái cơ hội để được cứu, và Chúa Ngài đã rao giảng. Mà nếu họ không tin thì người chết sống lại họ cũng không tin. Như vậy chúng ta thấy không có chuyện là hồn ma dứt dưỡng đi chỗ này chỗ kia. Quỷ không phải là người chết, nhưng mà quỷ là những thiên sứ sa ngã. Nếu chúng ta chịu nghiên cứu lời của Chúa thì chúng ta có thể nghiên cứu hai phần Kinh Thánh. Esai 14 cũng như Khải Huyền chương 12. Esai 14 cho chúng ta biết có một thiên sứ trưởng tên là Lucifer. Đây là một thiên sứ đã được Chúa Ngài dựng nên để lo việc thờ phượng ở trên thiên đàng, hướng dẫn hội chúng để thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng một ngày kia thì ý tưởng băng ngoại đã xuất hiện ở trong Lucifer. Và Esai chương 14 câu 13 chép: chính ngươi đã nói trong lòng rằng ta sẽ lên trời, ta sẽ nhấc ngai ta lên cao hơn các ngôi sao của Đức Chúa Trời, ta sẽ ngồi trên núi hội kiến xa tít về phương Bắc. Và nếu chúng ta đọc ở trong Esai chương 15, chúng ta thấy 5 lần Lucifer đem cái địa vị và muốn chiếm lấy ngôi của Chúa và đặt ngôi của nó cao trên ngôi của Đức Chúa Trời. Vốn là kẻ đứng để hướng dẫn hội chúng thờ phượng Đức Chúa Trời, tại vì giờ nó bị cắt bởi cái ý nghĩ băng hoài của nó là muốn xoay lại để nhìn hội chúng và muốn hội chúng thờ phượng nó. Và Đức Chúa Trời Ngài nói rằng ở trong vũ trụ này chỉ có một chân thần là Đức Chúa Trời, là Ngài mà thôi. Cho nên Satan bị đuổi ra khỏi thiên đàng. Và Sải Huyền chương 12 cho chúng ta biết rằng khi nó trên đường đi ra, con rồng
là con rắn năm xưa là Satan đó. Bởi cái đuôi của nó kéo theo 1/3 các ngôi sao hay là 1/3 các thiên sứ sa ngã để chúng được Chúa ngài đuổi ra và rơi vào ở trong cái hành tinh nhỏ bé là quả địa cầu của chúng ta. Các thiên sứ sa ngã trở nên quỷ sứ. Và các thần học gia, các đệ tử của Chúa trải qua bao thời đại đã xác nhận dựa trên hai phần kinh thánh này thì quỷ dữ là các thiên sứ sa ngã. Còn quỷ sứ mà kẻ ác quỷ đó, Satan, là Lucifer, vốn là một ngôi sao sáng. Nhưng mà bây giờ thì trở nên ác quỷ, trở nên Satan, là kẻ phỉnh dối, kẻ kiện cáo anh em, là chúa của ruồi mồng, chúa của những điều bẩn thỉu, ác quỷ. Chúa đuổi ra khỏi thiên đàng. Như vậy chúng ta thấy có một ác quỷ, nhưng mà có nhiều quỷ. Thiên sứ đối với Chúa như thế nào thì ma quỷ đối với Satan cũng vậy. Nó vâng lệnh phục vụ và được sai phái đi. Cho nên chúng ta thấy rằng đối diện với Satan thì ít khi chúng ta đối diện. Nhưng mà chúng ta đối diện với những ác quỷ, những con quỷ sứ, những ma quỷ mà Satan sai phái để đến gần đời sống của chúng ta, tấn công, làm những công việc mà chúng ta sẽ nói đến công việc của nó sau đây. Rất hiếm để có trường hợp là chúng ta là cơ đốc nhân, là những tín đồ bình thường, chúng ta gặp quỷ nó hiện ra và chiến trận trực tiếp với nó. Nhưng mà chúng ta có thể chiến trận và giành lại sự đắc thắng trên những loại quỷ nó đang ở trong những con người đã từng mở cửa, những con người sống trong tội lỗi với thói quen của tội lỗi đã mở cửa để quỷ nó có thể có mặt ở trong đời sống đó. Hoặc là được ký gửi, đã được bán cho quỷ bởi cha mẹ, bởi những người lớn khi người đó lúc nhỏ thì bị bệnh tật, thì được bán cho chùa, bán cho ma quỷ. Có những người tự bán linh hồn của mình cho ma quỷ để nhận được quyền năng, để nhanh chóng được nổi tiếng. Như chúng ta biết rằng có nhiều ca sĩ của các ban nhạc rock, các nhân bạc, nhạc heavy metal, là họ thờ Satan, họ thờ quỷ. Và một trong những cái của lễ để nó dâng lên cho quỷ là nó mời những thiếu nữ còn trinh trắng đến phía sau sân khấu để có những sự chung đụng thể xác, để dâng những cuộc đời đó cho quỷ. Và cũng có những trường hợp máu của con cái của họ cũng như là những em bé, vì những cách khác nhau, luôn cả trong việc khi người ta rút máu của bé ở trong bệnh viện, mệnh danh là để thử máu, thì có những người của hội Satan đã lấy máu để dâng cho thế giới tối tăm, cho ma quỷ. Rồi ma quỷ đã được dâng những thai nhi đã bị những người mẹ, những người cha phá những cái bào thai đó để nuôi và làm của lễ dâng lên cho nó. Anh chị em, thế giới của chúng ta đang sống nằm ở dưới những cái hoạt động và bị ảnh hưởng của ma quỷ như vậy. Cho nên sự giải cứu là điều rất cần, mà chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta cần nhớ. Có hai sai lầm mà chúng ta cần để ý đến ở tại đây. Thứ nhất là chúng ta quá nhấn mạnh đến ảnh hưởng của quỷ. Có nhiều người, chuyện gì họ cũng đổ thừa cho quỷ hết. Họ tìm quỷ để đuổi ở dưới tất cả những gốc cây, những ngọn cỏ. Đó là thái quá. Có những trường hợp, người ta xài tiền quá nhiều đến độ cạn kiệt. Họ nói rằng tại quỷ, nó phá đời sống tài chính. Thật ra thì họ đã mua sắm quá nhiều với những cái khoản tiền mình không có để làm oai, để lấy le với những người mình không thích. Và cuối cùng thì mình hết tiền. Quỷ nó cũng không phải là cái người nó xúi chúng ta ăn hết cái bánh ngọt đó. Rồi tại vì mình không có cái tự kiểm soát mình, không có tiết chế, cho nên làm luôn nguyên cái bánh ngọt, rồi đổ thừa tại quỷ nó xúi. Đó là trường hợp chúng ta quá nhấn mạnh đến ảnh hưởng của ma quỷ. Nhưng mà một cái sai lầm thứ hai mà tôi muốn nhắc anh chị em tại đây, đó là chúng ta đánh giá quá thấp ảnh hưởng của ma quỷ. Phải có sự quân bình và chính xác. Chúng ta không quá nhấn mạnh đến cái ảnh hưởng của ma quỷ, nhưng mà chúng ta cũng không đánh giá quá thấp ảnh hưởng của nó. Vì nó có thật. Không phải mọi vấn đề, nhưng mà có rất nhiều vấn đề, hầu hết là con cái của Chúa cũng chưa có nhận ra nguyên do nó đến từ thế lực của tối tăm. Nên xin Chúa ngài cho để qua sứ điệp này chúng ta nhận biết, để chúng ta đề cao cảnh giác. Quỷ có thật. Và nó đang có những cái chiến lược
để tấn công vào đời sống của chúng ta, hôn nhân của chúng ta, trên gia đình của chúng ta, trên con cái của chúng ta. Là chúng ta cần phải đề cao cảnh giác. Họ cho chúng ta có thể có kế hoạch để chúng ta đối diện. Và chúng ta cũng có thể được Chúa Ngài sử dụng chúng ta để đem lại phép lạ của sự giải cứu cho những người có nhu cầu xung quanh chúng ta. Quỷ đang làm gì? Kế hoạch của nó là gì? Thứ nhất, chúng ta thấy ma quỷ cám dỗ bằng phạm tội. Trong Timothée thứ 2 chương 2 câu 16 chép: và tỉnh ngộ để thoát khỏi cạm bẫy của ma quỷ, vì họ đã bị ma quỷ bắt giữ để làm theo ý của nó. Chúng ta để ý đến chữ cạm bẫy ở tại đây. Trong tiếng Anh là trap. Ma quỷ nó đặt những cái cạm bẫy, nó đặt những cái bẫy để nó bẫy chúng ta, những con cái của Chúa. Và khi chúng ta đạp vào bẫy thì nó nắm bắt được chúng ta, thì nó giữ chúng ta để làm theo ý của nó. Và lời của Chúa tại đây, sứ đồ Phaolô nói với Timôthê rằng đến một cái lúc thì những con người đó họ sẽ tỉnh ngộ để thoát khỏi cạm bẫy của ma quỷ. Điều này cho chúng ta biết một điều, tức là có nhiều người họ đã tiếp xúc với tin lành của Chúa, có thể được cứu trong nhà thờ nữa, nhưng mà không đề cao cảnh giác, cho nên đã sụp bẫy của ma quỷ. Vì mục tiêu của nó là nó gài bẫy để nó bắt chúng ta. Và khi nó gài bẫy và chúng ta sụp bẫy, chúng ta phạm tội, mà chúng ta lại cố tình không chịu ăn năn trước mặt Chúa, thì chúng ta bắt đầu làm nô lệ của tội lỗi. Tội nhỏ chúng ta phạm cái tội lớn hơn để chúng ta che nó. Có nhiều người nó láo một điều rồi xong rồi sợ người ta biết, cho nên nó láo thêm điều nữa để che nó. Và cuối cùng nó giống như củ hành, nó mỗi một ngày nó một lớn hơn. Đến một cái lúc cái người đó nói láo, nói phép, đến cái độ họ tin luôn cái lời nói láo của họ. Họ đã trở nên nô lệ của Satan, bởi vì nó bắt để làm theo ý của nó. Nó có thể cám dỗ chúng ta, nó có thể rỉ tai chúng ta, nó có thể nói vào trong tư tưởng của chúng ta: bạn xứng đáng để được điều đó mà. Trai thì mình được 5 thê 7 thiếp, có gái mới là chính chuyên 1 chồng thôi, cho nên cứ làm đi, thêm 1-2 bà không sao. Không còn trăng sao gì nữa, nó tối hù luôn nếu bước vào trong cuộc sống như vậy. Cứ chạm vào đó, cứ hút nó đi, cứ uống nó đi, cứ vơ tài ra để lấy đi. Bạn xứng đáng để được những điều này mà. Không ai biết đâu, không bị bắt gặp đâu, không có gì là to tát cả. Mỗi người đều làm mà, nhiều người làm mà. Anh chị em hiểu không? Nghe rất quen phải không? Trước đây khi chúng ta chưa là con cái của Chúa đó, thì chúng ta nghe nó suối những điều này rất là thường. Và chúng ta thấy dường như là định sẵn rồi, nó trở nên một cái lối mòn. Ban đầu nó còn cám dỗ, cuối cùng thì không cần cám dỗ nữa, mình cũng dẫn xác đến để giao nộp cho nó. Và cửa mở ra. Khi chúng ta phạm một cái tội mà chúng ta thường xuyên làm đó, nó trở nên một cái đường mòn. Những gì trước đó chúng ta thấy sợ, chúng ta thấy cáo trách đó, nó không còn nữa. Và khi nó trở nên cái đường mòn thì đó là cánh cửa mở ra cho ma quỷ nó bước vào. Một trong những điều mà chúng tôi thấy khó giải cứu nhất đó là những người đã là con cái của Chúa nhưng mà qua thối hư tật xấu đã mở cửa để quỷ nó đi vào. Rất là khó để giải quyết. Khi nó vào mà nó vào bất hợp pháp đó, mình có thể đuổi nó rất là dễ. Nhưng khi mình mời, khi mình mở cửa cho nó vào đó, thì nó khó hơn vô cùng. Mà quỷ cám dỗ đi chúng ta phạm tội. Thứ hai, chúng ta có ma quỷ lôi kéo chúng ta đi xa ý của Chúa. Timôthê thứ nhất chương 4 câu 1 chép: Thánh Linh phán rõ rằng trong thời kỳ cuối cùng sẽ có một số người chối bỏ đức tin, chạy theo các thần lừa dối và giáo lý của ma quỷ. Anh chị em, chúng ta đang ở trong thời kỳ cuối cùng. Những điều này đang diễn ra khắp mọi nơi, trên báo chí, trên TV, trên phim ảnh, trên trò chơi của con cái của chúng ta. Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Ma quỷ muốn kéo chúng ta đi xa ý của Chúa. Đối với người Việt Nam của chúng ta thì một điều mà chúng ta phải hết sức là cẩn thận, đó là một cái chiêu bài của nó để nó giữ chúng ta ở trong cái chỗ không đến với Chúa đó. Nó kéo chúng ta ra khỏi xa ý của Chúa. Đó là mỗi con đường đều dẫn đến Đức Chúa Trời. Đây là một cái sự thuyết phục mà chúng ta thấy luôn cả ngày hôm nay. Có một số những giáo hội tin lành, người ta đã làm công việc này. Công giáo La Mã thì thường rồi. Công giáo La Mã bây giờ mời các thầy sư của Phật giáo đến để dạy cho các sơ, các cha tu thiền. Đó là sự thật. Một hội của Anh giáo hội ở tại Nam California
mời các nhà sư đến để cùng nhau tắm Phật ở trong nhà thờ. Và lời Chúa nói chúng ta biết rằng trong thời kỳ cuối cùng sẽ có một số người chối bỏ đức tin, chạy theo các thần lừa dối và giáo lý của ma quỷ. Và nó đang xảy ra trong ngày hôm nay với một cái ý như thế này: đạo nào cũng tốt, đường nào cũng về La Mã, có đường nào cũng dẫn đến với Đức Chúa Trời. Có một tội nhưng mà ba nhành cứ ôm hết. Một chút Phật giáo, một chút thời đại mới, một chút Cơ Đốc giáo, cộng thêm những điều của phù thủy. Không sao, mình có thể sống một cách hài hòa với nhau mà. Thì đức tin của mình cũng nên cởi mở như vậy. Anh chị em không có trong Kinh Thánh, Đức Chúa Giêsu tuyên bố ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Cho nên ở dưới trời này chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Không có cái sự trộn chung ở trong những cái điều đó. Ông mục sư sao ông hẹp hòi quá. Không, có những lúc chúng ta phải thật là chắc chắn đối với niềm tin, nhất là sự cứu rỗi. Những lời của Chúa nói rằng không có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Nếu chính miệng Đức Chúa Giêsu ngài nói ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không một ai có thể đến được với Chúa Cha. Và nếu Chúa nói thì chúng ta phải tin là thật. Ngày xưa trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời phán qua các tiên tri, ngài cho họ thấy những điều để có thể phán dạy họ trong chiêm bao, trong sự hiện thấy. Đối với Môi-se thì Chúa cho ông nói chuyện với Đức Chúa Trời mặt đối mặt. Cho nên khi một lời tiên tri thì Đức Giê-hô-va phán, rồi người ta tiên tri. Nhưng mà khi Đức Chúa Giê-su ngài đến thế gian thì ngài không nói là Đức Giê-hô-va phán, mà nói rằng quả thật ta nói cùng các người. Bởi vì ngài là Đức Chúa Trời, ngài là Đức Giê-hô-va. Ngài không cần phải nhờ ai hết, mà bởi vì chính ngài phán một cách trực tiếp. Và ngài phán dạy một cách rất là rõ ràng: ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Không có hẹp hòi, không có cực đoan ở trong chỗ này, mà bởi vì nó là chân lý. Ngài yêu thương và ngài báo cho biết một điều, đó là con đi theo những con đường khác, cuối cùng rồi con sẽ thất vọng. Mà thất vọng này đó thì nó đến đời đời, chứ không phải là thất vọng chỉ trong một việc nhỏ. Nó liên quan đến tương lai đời đời của con. Một cái mưu trước khác của ma quỷ. Và tôi thấy ở trong chức vụ 40 năm hầu việc Chúa, hơn 40 năm hầu việc Chúa, tôi thấy cái dạng này ở trong hội thánh cũng khá nhiều. Có những người nói rằng mục sư cứ đòi hỏi chúng tôi đi nhà thờ. Theo như Kinh Thánh thì mình không cần phải đến nhà thờ, mình cũng thờ phượng Chúa được. Cho nên cho tôi ở nhà, rồi khi nào tôi rảnh thì tôi đến tôi nhóm với hội thánh. Có người lâu lâu đến nhóm với hội thánh nói rằng mấy năm rồi thì tôi nhóm ở nhà, nhưng mà bây giờ thì đến gặp mục sư trong ngày lễ đặc biệt này. Nói một cách rất là hãnh diện, và tôi đau đớn ở trong lòng khi gặp những con người này. Hội thánh lớn nhỏ hơn 70 người chuẩn bị các cái lớp học cho con em của chúng ta, những cái công việc hướng dẫn chúng ta ngợi khen thờ phượng, chuẩn bị một môi trường hết sức là tốt đẹp như thế này, yên tĩnh, một môi trường để chúng ta có thể tập trung thờ phượng, để chúng ta có thể tập trung chúng ta học lời của Chúa. Mà ngồi trong nhà thờ còn lo ra, huống chi chúng ta ngồi ở nhà, phải không em? Nhưng mà chúng ta có thể thờ phượng Chúa ở khắp mọi nơi, nhưng mà tại nhà thờ, tại nhà Chúa, anh em hội thánh, mục sư đã giúp đỡ chúng ta, tạo một điều kiện rất tốt cho chúng ta để chúng ta có thể thờ phượng Chúa đó. Mà đến đây còn lo ra, đến đây mà ngồi chưa xong buổi nhóm còn bỏ đi ra, huống chi là ngồi tại nhà. Điện thoại nó reo, rồi tivi nó mở lên ầm ĩ như vậy, rồi chuyện này chuyện kia nó xảy ra, anh chị em làm sao có thể tập trung được? Đừng mắc mưu ma quỷ. Lời của Chúa nói rằng chớ bỏ sự nhóm lại như những kẻ quen làm. Nhưng mà anh em càng biết ngày của Chúa trở lại càng gần chừng nào thì chúng ta càng phải xích gần hội thánh của Chúa, càng gần gũi với hội thánh để chúng ta thờ phượng Chúa. Anh chị em biết có những người nhóm riêng ở nhà đó, rồi nó sanh ra tà giáo. Mình hiểu lời của Chúa theo cái cách nhìn của mình, nhưng mà không được giải kinh một cách chính xác, thì cuối cùng mới đẻ ra những cái tính lý, suy nghĩ về, hiểu về Kinh Thánh một cách lệch lạc, và cuối cùng đi theo tà giáo. Nó bắt đầu từ chúng ta mắc mưu của ma quỷ, vì nó muốn kéo chúng ta đi xa ý của Chúa. Thứ ba, chúng ta thấy quỷ gây đau khổ. Nó đến thì không phải là cái ý tốt bao giờ. Chúng ta nhớ trong câu chuyện trong Ma-thi-ơ chương 17, câu 15 đến 18. Có người cha đau khổ, kêu lên để xin sự giúp đỡ từ nơi Chúa.
vì quỷ đã đến và gây đau khổ cho đứa con trai của mình. Ông nói, lạy Chúa xin thương xót đến con trai tôi. Cháu bị bệnh kinh phong, đau đớn lắm. Cháu thường bị ngã vào lửa và cũng thường ngã xuống nước. Tôi đã đem cháu đến cho môn đồ của Ngài, nhưng họ không chữa được. Đức Chúa Giêsu đáp, hỏi thế hệ vô tín và ngoan cố kia, ta sẽ ở với các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ chịu đựng các ngươi cho đến bao giờ? Hãy đem đứa trẻ lại đây cho ta. Đức Chúa Giêsu vỡ trách quỷ, nó liền ra khỏi đứa bé. Ngay lúc ấy đứa bé được lành. Phép lạ của sự giải cứu đã được thể hiện khi Đức Chúa Giêsu đem quyền năng của thiên đàng vào ở trong thân thể của đứa bé đó và đã trị, đã đuổi con quỷ, đã làm cho đứa bé này bị bệnh kinh phong. Bởi vì quỷ nó đến, nó muốn giết đứa trẻ này. Cho nên có những lúc ném nó vào trong lửa, có những lúc ném nó xuống nước. Anh chị em, Chúa Giêsu báo cho chúng ta biết cái sứ mệnh, cái mục tiêu của ma quỷ, của Satan. Ở trong Giăng chương 10 câu số 10, Ngài gọi nó là kẻ trộm. Chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt. Chỉ có Ngài đến để chiêm của Ngài được sự sống và được sự sống sung mãn. Chúng ta cần phải nhận biết công việc của Satan, của ma quỷ. Nó có những lời cám dỗ đó, để chúng ta có thể phân biệt được công việc và sự cám dỗ của ma quỷ và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Rất dễ để chúng ta thấy cái gì mà dắt chúng ta đi đến chỗ là đi xuống và cuối cùng gặp một cái hậu quả hết sức là tồi tệ. Đến từ quỷ. Nó xúi chúng ta, làm đi không ai thấy đâu. Nó xúi chúng ta, cứ thực hiện đi không ai thấy đâu. Ông Sư Khánh không biết đâu. Chú biết, chú thấy. Và cái hậu quả của những việc xúi dục đó chúng ta thấy rằng đang kéo chúng ta đi xuống. Còn tiếng phán của Đức Thánh Linh thì Ngài muốn chúng ta được tấn tới. Chúng ta được nâng lên. Chúng ta được phước của Chúa. Cho để ý đến những cái lời xúi dục của ma quỷ và những lời khích lệ, kêu gọi của Chúa Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta. Vì cả hai tiếng nói này sẽ đến với chúng ta thường xuyên và nhiều khi cùng một lúc chúng ta nghe cả hai tiếng nói này. Chúng ta cần quen với tiếng phán của Chúa để chúng ta nhận biết. Ma quỷ có thể ảnh hưởng trên trầm cảm, ý định tự tử và cảm giác cảm thấy tuyệt vọng. Xúi dục để người ta hủy phá thân thể của mình. Cha mẹ để ý, các phụ huynh trong thời giờ này nghe tôi giảng để ý. Nếu con gái, con cái của mình là con gái, người mẹ hãy kiểm soát. Vì ngày hôm nay quỷ nó xúi có rất là nhiều người trẻ lấy lưỡi lam để rạch đùi của mình. Đó là một trong những cái cách mà ma quỷ nó đang giết chết thế hệ của những người trẻ. Cái những buổi sinh hoạt của những người thờ lại Satan, có những cái chỗ là họ lấy móc, họ móc da của họ trên lưng của họ và treo toàn ten trên trần nhà. Công việc của nó là hủy phá. Cho những hình thức xâm chạm trổ là chúng ta biết nó là cái nguồn gốc của nó từ cái chỗ này, hủy phá cái thân thể của mình. Nhất là cái việc lấy lưỡi lam để rạch chân, rạch cổ tay của mình. Chưa đến độ cắt cho đến khi ra máu mà chết, nhưng mà cắt để tìm cảm giác. Đây là điều rất thật. Đừng nghĩ là một sự khánh bữa nay nói cái chuyện gì mà nghe nó quyền bí, nó khủng khiếp quá như vậy. Đây là những điều thật. Và tôi khuyến khích anh chị em để chúng ta biết, để chúng ta đề cao cảnh giác và giúp đỡ cho con cái của chúng ta. Một trong những điều mà chúng ta cũng cần phải để ý đến, chúng tôi có một cái buổi họp với các mục sư và những người có trách nhiệm. Họ cho biết rằng rất đông những người sau cái COVID-19, họ rơi vào trong trầm cảm, họ rơi vào trong cái cuộc sống mà gọi là tách biệt với những người khác. Họ lợi dụng cái COVID-19 để có thể thực thi những điều mà họ đã cảm thấy ở trong đời sống là không muốn tiếp xúc với những người xung quanh. Trừ những trường hợp đặc biệt, cha mẹ xin làm ơn giúp cho con cái của mình. Không cần thiết để đeo khẩu trang nữa. Vì có nhiều đứa trẻ nó giấu cái mặt của nó phía sau cái khẩu trang. Con cái của chúng ta phải đề cao cảnh giác. Đừng để cho chúng rơi vào trong những cái cạm bẫy, những cái kế hoạch của ma quỷ để tiêu diệt nó. Bởi vì khi nó cô lập được một đứa trẻ là nó sẽ giết cái đứa trẻ đó. Những cái ý tưởng xúi dục
những ý định tự tử sẽ được mang đến. Nên cha mẹ, con gái rất là cần sự hiện diện của chúng ta. Đừng thấy cho nó một cái iPad, cho nó một cái iPhone và để cho Apple nuôi tụi nó. Cách đây không lâu, có một tiếng kêu cứu của một thiếu nữ mời vợ chồng chúng tôi và một sư Sam đi để gặp. Em này tâm sự nói rằng con phải tìm đến ông bà mục sư, mặc dù biết rằng cha mẹ của con đã bỏ nhà thờ nhiều năm rồi, nhưng mà con không biết là con có thể sống để thấy ngày mai hay là không. Bởi vì bây giờ con ráng cố gắng sống để nuôi cái con chó của mình, mà con chó, cái tuổi của chó so với tuổi người là nó đã già lắm rồi. Và khi nó chết, con không biết là con có còn ham thích sống để sống nữa hay không. Sống là vì con chó. Và tại sao không liên lạc với cha mẹ? Bởi vì từ nhỏ cho đến giờ cha mẹ không phải là người gần gũi. Cho nên bây giờ con cũng không thấy gần gũi được với cha mẹ. Em nói rằng thật là lạ lùng thì vẫn nghe được có một sự thúc đẩy là liên lạc với ông bà mục sư. Để thêm có những cặp mắt, có những con người để ý. Vì con không biết là ngày nào con thực hiện cái ý định. Nó sự thật anh chị em. Chúng tôi khóc ở trong lòng khi thấy cái hoàn cảnh này. Nhiều khi người lớn chúng ta làm những cái quyết định, chúng ta đập phá hội thánh của Chúa, đến cái đồ con cái của chúng ta, nó không có chỗ để nó về, nó thờ phượng Chúa. Cho nên tôi nói, nếu không thích chức vụ của mục sư và hội thánh, đi chỗ khác. Vẫn thờ phượng Chúa chỗ khác. Đừng phá đổ, đừng nói nặng, nói xấu về chức vụ của người hầu vị Chúa, đến độ con của chúng ta nó mất luôn cái niềm tin đối với những người hầu vị Chúa. Trong khi đó nó không phải là sự thật, nhưng mà vì tấm lòng của chúng ta đã bị lệch lạc, chưa chắc gì đó là sự thật, nhưng mà nó trở nên rất thật trong đời sống của con gái của chúng ta. Anh chị em, hãy nghe những điều này để chúng ta đề cao cảnh giác. Tôi không nói để cho lợi ích của tôi, nhưng mà tôi thương anh chị em và con gái của anh chị em. Những người đang ở tại đây trong buổi nhóm này và những người đang nghe ở trên đường truyền, ma quỷ nó đeo đuổi một cái công tác của nó là để gây khổ cho chúng ta và tiêu diệt chúng ta. Chúa Giêsu đã vạch mặt nó rồi, Ngài nói rằng nó đến chỉ để cướp, giết và hủy diệt. Cho nên đừng bao giờ tin nơi kế hoạch của ma quỷ. Nó đến để hủy hoại hôn nhân của chúng ta. Chúng ta sẽ đối diện với những cám dỗ. Những cái sự khó khăn của hôn nhân chúng ta sẽ đối diện. Bởi vì hai con người khác nhau, từ hai gia đình khác nhau. Mà người xưa nói cái câu là chén bát mà của mà chúng ta rửa rồi chúng ta để ở trong cái chén thì nó sẽ khua, nó sẽ đụng, sẽ có vấn đề trong hôn nhân. Nhưng mà khi chúng ta đề cao cảnh giác và chúng ta cầu nguyện cho vợ, cho chồng của mình, chúng ta sẽ giải quyết những vấn đề đó, chúng ta có thể lướt qua được bởi sức của Chúa. Để ý và bịt tai đối với những lời khuyến khích của những người bạn cùng sở làm của mình. Bỏ nó đi cho rồi, cái xã hội ngày hôm nay thiếu gì đàn ông. Bỏ ra là sẽ có người khác vớt liền. Vớt cũng là sức càng gãy gọng gì đó rồi cũng là sẽ cùng một điểm. Bởi vì nếu chúng ta không thay đổi ở bên trong của chúng ta, con người chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ đổ vỡ tiếp tục. Ma quỷ muốn hủy hại hôn nhân của chúng ta. Sẽ có những sự mà ma quỷ sử dụng những con người để cám dỗ chúng ta. Tôi biết có những người ngã một cách rất là vô lý. Một mục sư chúng tôi đã từng quen biết mấy mươi năm về trước, ông là người Mỹ, chăm sóc một con gái của Chúa qua text message, gửi tới gửi lui, rồi xong rồi cái có những cái lời gọi là lẳng lơ, cuối cùng đi vào lấy hết tất cả tiền bạc ở trong gia đình của mình, sắp tối đi túc ở bên Thái Lan ở bên đó. Mục sư còn ngã hướng chỉ tín đồ. Nó hủy phá hôn nhân của chúng ta, cho nên đề cao cảnh giác. Đặt những cái hệ thống báo động. Nếu chúng ta thấy mình đứng gần cái người nào đó, mình thấy trẻ trung và thấy sung sức đó, lòng của mình đã lệch với cái người đó rồi, cái người khác phái đó rồi. Đề cao cảnh giác. Trước khi gặp người đó mà mình phải chạy vô, mình chải tóc và xịt keo cho nó, gọi là mình biết rồi. Đề cao cảnh giác. Ma quỷ khi nó lấy những cái mùi nó nhử, không bao giờ nó lấy đồ bỏ. Phải để ý. Samsung chắc chắn là
Daniela phải đẹp và dễ thương lắm. Mà nhất là cái giọng gọi là làm nũng nhõng nhẽo của Daniela đó. Chàng không có thương, chàng giấu, không cho biết cái sức mạnh của chàng, nguồn gốc của nó đến từ đâu. Nằm ở trên đùi mà nó òn ỉ như vậy ngày này sang ngày khác, thì anh hùng cũng phải gục ngã. Samson cuối cùng đã bị móc mắt và chết với những người thờ lại tà thần ở trong đền thờ của nó. Cho nên chị em hãy để ý những kế hoạch của ma quỷ để nó hủy hoại hôn nhân của chúng ta. Chúng ta biết chúng ta có thể tránh một cách dễ dàng. Tôi nhớ có một mục sư cố vấn, ông dặn tôi, con mỗi ngày phải cầu nguyện, xin Chúa mở mắt của mình. Bởi vì hình dung trước mặt mình mỗi ngày khi con bước ra khỏi giường là ma quỷ nó có những cái dây nhợi, có lưỡi câu và nó móc những cái mồi rất hấp dẫn. Chỉ bởi sự soi sáng của chúng mình biết đây là kế hoạch của ma quỷ, đây là mồi ngon của ma quỷ. Trong ơn của Chúa gạt nó sang một bên, gạt nó sang một bên, mình vẫn tiếp tục đi tới trong sự khôn ngoan dẫn dắt từ nơi Chúa. Anh chị em yêu dấu của tôi, đó phải là lối sống của chúng ta. Chúng ta không sợ, nhưng chúng ta cẩn thận bước đi trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Nó muốn hủy phá lời chứng của chúng ta. Cho nên đừng để bất cứ một điều gì đánh mất cái lời làm chứng mà có tiềm năng có thể cứu được những linh hồn trong đời sống của chúng ta. Nó muốn tàn phá tài chánh của chúng ta. Cho nên đề cao cảnh giác. Nó muốn đánh cắp niềm vui của chúng ta. Nó muốn cướp đi sức khỏe của chúng ta. Và điều quan trọng, nó muốn đè bẹp và giết chết con cái của chúng ta. Nhưng tạ ơn Chúa, Đức Chúa Trời không chịu thua trước kế hoạch của ma quỷ. Tôi xin long trọng tuyên bố và khích lệ anh chị em, đó là khi anh chị em nhân danh Đức Chúa Jesus, anh chị em có quyền kỳ diệu trên quyền lực của tối tăm. Anh chị em có thể lấy thẩm quyền mà Chúa ngài ủy thác cho chúng ta để chúng ta truyền lệnh cho những cái kế hoạch này nó không được thành, và chúng ta bảo vệ con cái của chúng ta bằng thẩm quyền mà Chúa ngài ban cho chúng ta, bảo vệ hôn nhân của chúng ta bằng thẩm quyền mà Chúa ngài ban cho chúng ta. Khi chúng ta lấy thẩm quyền mà chúng ta công bố phước hạnh của Chúa, sự bảo vệ của ngài trên con cái, trên gia đình chúng ta, trên hôn nhân của chúng ta, trên chồng, trên vợ của chúng ta, bởi vì chúng ta đang ở trong chiến trận, nhưng mà chúng ta đã được thắng ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Đây là điều tuyệt vời mà chúng ta có thể có được. Nhạy bén với sự dẫn dắt của Chúa, Chúa ngài sẽ hướng dẫn chúng ta. Và chúng ta sẽ đắc thắng khi chúng ta sử dụng danh của Chúa. Trong những ngày gần đây, Chúa ngài phục hồi cái ơn mà nhà tôi có, đó là có những giấc chiêm bao mà Chúa ngài báo trước nguy hiểm xảy ra cho những người thân thương trong gia đình. Họ lập tức bật dậy trong thẩm quyền của danh của Chúa, cột trói, bẻ gãy những kế hoạch của ma quỷ và công bố việc mà mình đã thấy nó không thành. Bởi vì nó mới ở cái dạng Chúa ngài báo trước để mình biết, để mình có thể cầu thai. Xin Chúa cho để tất cả chúng ta nhận biết, nếu chúng ta ở trong Đấng Christ, tất cả chúng ta đều là những người đã được ủy quyền, chúng ta có thẩm quyền trên ma quỷ và thế giới tối tăm. Chúng ta không chiến đấu với sức riêng của mình. Chúng ta đang chiến đấu với quyền năng của Đức Chúa Jesus Christ. Đấng đã ủy quyền cho chúng ta để chúng ta có thể nhân danh Ngài, để chúng ta trị quỷ, để chúng ta đuổi quỷ, để chúng ta chữa lành bệnh tật cho những người đau yếu. Matthew chương 10 câu số 1. Chúa Jesus gọi 12 môn đồ của Ngài đến, cũng như Ngài gọi chúng ta về đây ở trong ngày hôm nay để Ngài ủy quyền cho chúng ta. Đức Chúa Jesus gọi 12 môn đồ đến bằng thẩm quyền để đuổi ác quỷ linh và chữa lành mọi bệnh tật yếu đạo. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu ban thẩm quyền. Xin anh chị em nói lớn lên, Chúa Giêsu ban thẩm quyền. Và hãy nói với chính mình, tôi có thẩm quyền ở trong danh Đức Chúa Giêsu. Để tôi giải thích cho anh chị em thấy như thế này. Thẩm quyền nó khác hơn với lại sức lực của chúng ta. Hình dung với tôi. Tôi đứng ở giữa đường và thấy một chiếc xe 18 bánh nó đang, một chiếc xe trọng tải nó đang chạy một cách rất là nhanh hướng về. Tôi có thể đứng và tôi thổi còi và tôi nói rằng dừng lại. Thì cái sức của tôi đó không thể nào chặn được chiếc 18 bánh này. Và người tài xế trên xe nhìn tôi cũng nói, có thể lớn con đối với người Việt Nam nhưng mà so với 18 bánh không ra chi. Nó tông một cái là không còn cái gì nữa. Chắc là chỉ còn một vết cái gì đó là mỡ gì đó còn dính ở trên mặt đường thôi.
Nhưng nếu tôi là nhân viên cảnh sát, thì có một điều rất là nhỏ gọi là cái phù hiệu ở trên ngực. Cái phù hiệu đó có con số, và nó đã được đặt ở trên ngực của người nhân viên cảnh sát bởi ty cảnh sát. Cái việc người ta đặt cái huy hiệu này trên ngực của áo của cảnh sát là sự ủy quyền của ty cảnh sát. Thì cái người tài xế của chiếc xe 18 bánh đó, dù nó chở một cái khối lượng rất lớn của một chiếc xe trọng tải, nó dừng lại không phải vì con người của người cảnh sát đó, nhưng mà là cái thẩm quyền đã được trao cho anh. Cho nên hiểu vấn đề. Không phải chúng ta, nhưng mà đấng ở trong chúng ta. Đấng ở trong chúng ta lớn hơn kẻ trong thế gian. Cho nên anh chị em ở trong đấng Christ, anh chị em là những người có khả năng rất lớn. Đấng ở trong anh em lớn hơn tất cả những kẻ trong thế gian này. Và Ngài cũng là đấng đã ủy quyền cho chúng ta, để chúng ta có thể sử dụng danh của Ngài. Cảm ơn Chúa. Danh của Chúa luôn mang lại kết quả và sự đắc thắng cho chúng ta ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Nhiều năm về trước, chúng tôi tiếp xúc với công việc của thế giới tâm linh một cách rất là đặc biệt. 3 giờ sáng, điện thoại reo. Một ông trong hội thánh gọi điện thoại và nói: "Mục sư ơi, thằng con của tôi nó nói bố có một mạng, con có một mạng. Bố vô đây chúng ta giải quyết." Ông biết là nó hầm nó lấy mạng không? Thì ông gọi điện thoại đến cho tôi 3 giờ sáng và nói: "Mục sư ơi, tôi có nên gọi cảnh sát hay không?" Tôi trả lời rằng ông đã nhờ hội thánh cầu nguyện cho con của mình. Hãy kiên nhẫn để Chúa Ngài làm việc. Cứ ở yên đó, 30 phút sau tôi sẽ đến nơi. Ông nói: "Không, không, mục sư đừng có đến. Nó mà tấn công mục sư giống như mục sư L kia đó, L kia đó, thì chắc tôi chết." Bởi vì cái người thanh niên này đi nhóm ở trong một hội thánh tinh lành ở tại thành phố Houston của chúng ta. Và anh em cũng đề cao cảnh giác. Cho nên giống như những người khác, bởi vì hội thánh đó mượn cái phòng ở trong nhà thờ Mỹ. Người ta làm cái lớp trường Chủ nhật xếp ghế chiều ngang. Người Việt chúng ta thích cái chiều dài để làm giống như ở trong một cái nhà thờ, trong một ngôi thánh đường. Nhưng mà cái ngặt là cái phòng vệ sinh nó nằm ở phía sau. Phải đi qua cái cánh cửa mà anh em làm để cái mặt, để làm cái chỗ đặt tòa giảng. Người thanh niên này đi ngang ông mục sư xong rồi đưa tay vào trong cái áo của mình, kéo ra cây dao khứa cổ mục sư ngay trước mặt mọi người. Rồi cảm nhận có một cái ánh sáng đánh vào trong đầu của mình, bỏ chạy vào trong rừng. Cảnh sát phải rượt đuổi, trực thăng vân vân, cuối cùng đưa cái người này vào ở trong bệnh viện. Và khi được giao cho bố đem về nuôi, thì hội thánh của chúng ta phải lãnh thêm cái trách nhiệm của người này. Tôi nói với người cha, tôi nói rằng mình cứ nhờ cậy Chúa. Hẹn gặp ông trong khoảng 30 phút. Tôi nhảy vào thay quần áo, 3 giờ sáng anh chị. Khi chạy xe đến nơi, tôi bước vào trong căn phòng đó, thấy cái người của người thanh niên này di chuyển theo chiều này, và cái giường thì nó di chuyển theo chiều này. Cái bức tranh ở trên cái tường thì nó đồng đưa. Sau này biết là người em của người này nói rằng trong cái căn phòng đó phải thường xuyên vào trong đó để sửa cái khung hình này, cái bức tranh này, bởi vì sửa rồi đó thì một lúc sau trở lại thì thấy dường như có ai sửa nó. Cái người thanh niên này đã từng ngồi ở trên bàn ăn và đuổi, lấy tay đuổi đi chỗ khác. Người cha hỏi: "Vậy chứ con đuổi cái gì?" "Nó nói tắm trong bát canh của con kia." Đây là cái người theo cái môn thiền của vô vi thiền của ông Lương Sĩ Hằng, và tại Việt Nam đã từng leo lên trên nóc nhà cắt tay của mình để hiến máu của mình. Khi sang Mỹ tới đây thì cái đạo vô vi thiền đó đã liên lạc và xưng cái người thanh niên này là Thượng Đế, và họ quỳ xuống lắng nghe để Thượng Đế phán với mình. Tôi bước vào trong cái căn phòng đó, thấy cái cảnh đó, sự thật bên cho em là mục sư trẻ, mà thấy cái cảnh đó tôi muốn thụt lùi. Mình làm cái gì cho người ta? Tôi muốn ra về, tôi nói nó không làm gì được. Mình vô thấy cái cảnh nó hiển lộ như vậy đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa nghe con tiếng nói: "Sử dụng danh Chúa Giê-xu." Sử dụng danh của Chúa Giê-xu. Mặc dù tại trường Kinh Thánh chúng tôi được dạy, được huấn luyện, Chúa còn làm phép lạ, chuyện siêu nhiên là chuyện của ngày xưa, quỷ ma là cái chuyện của thời, trong Kinh Thánh đó, là thời lạc hậu đó. Bây giờ đúng chuyện thiệt.
Ước gì cái ông giáo sư ông đứng kế bên cạnh tôi cho ông sáng mắt. Và cảm ơn Chúa, nhờ đọc Kinh Thánh và biết rằng danh của Đức Giê-xu có thể đuổi quỷ. Chúng tôi công bố trong danh Đức Giê-xu, tất cả những hiện tượng này dừng lại, hiện tượng này dừng lại, quỷ phải ra khỏi người này. Cái người này ngồi bật dậy. Ôi chào mục sư Khánh, sao sáng sớm mục sư đến đây vậy? Như là không biết những việc đã diễn ra cho mình. Sau cái kinh nghiệm đó, chúng tôi trở về tha thiết nghiên cứu học hỏi, bởi vì biết rằng mình thiếu sự chuẩn bị. Không có ai đến nói cho tôi như tôi đã xác nhận với anh chị em, đó là chúng ta có thẩm quyền ở trong danh của Đức Chúa Giê-xu. Chúng ta là những người đã được Chúa Ngài trao cho chúng ta thẩm quyền để chúng ta có thể thấy sự giải cứu cho những con người. Cho nên đừng giống như tôi lúc non trẻ, nhưng anh chị em là những người được phước. Vì kể từ đó, chúng tôi đã đuổi quỷ rất là nhiều và đã thấy nhiều điều. Hôm nay thì chúng tôi có thể được trang bị để có thể giải quyết những vấn đề mà lần đầu tiên nó làm cho tôi bối rối đó. Anh chị em đang sinh hoạt trong hội thánh, và chúng ta có thể được trang bị đấng lên để chúng ta có thể nhân danh Đức Chúa Jesus Christ và chúng ta giải cứu những người bị ma quỷ ức hiếp. Vì Chúa cho chúng ta có thẩm quyền ở trong Chúa. Cho nên hỡi những người con Chúa, chúng ta đừng sống như là những người không biết bị ma quỷ nó tấn công, nó hiển lộ và làm cho chúng ta sợ. Sau này hỡi học thì mới hiểu, quỷ nó là những con người không có thân thể. Cho nên nó phải mượn cái thân thể hay là sử dụng cái vật thể gì đó để nó bày tỏ cái sự có mặt của nó để làm cho chúng ta sợ. Cái giường nó rung chuyển như vậy, cơ thể nó rung chuyển khác chiều như vậy. Nếu mà người rung thì chúng ta thấy cái giường nó cũng sẽ rung theo cùng một kiểu. Nhưng nó làm như vậy để nó muốn nói rằng ta có mặt tại đây. Nhưng mà cảm ơn Chúa, may mắn là Đức Giê-xu ở trong tôi lớn hơn nó. Cảm ơn Chúa. Chúng ta kinh nghiệm ở trong những ngày đại hội, khi sự ngợi khen đến điểm cao của sự ngợi khen, những người có quỷ có mặt ở trong buổi nhóm, quỷ nó thét lên và bắt đầu nó xuất hiện. Và một trong những chiến thuật của nó là nó muốn kéo cái sự chú ý của chúng ta trong lúc tập trung ngợi khen thờ phượng Đức Chúa Trời vào sự có mặt của nó. Cho nên nó giãy giụa, nó làm đủ mọi thứ hết. Và cảm ơn Chúa Đức Thánh Linh ngày hướng dẫn, mà chúng ta đã bước đi trong những kế hoạch khôn ngoan. Mình cướp đi nó cái sự chú ý mà tất cả chúng ta đáng dâng cho Đức Chúa Trời mà thôi, bằng cách các chị em trong đội phục vụ. Chúng ta chỉ lấy 4 cái khăn, chúng ta che, chúng ta dừng lại thì không còn ai thấy. Chỉ trừ trường hợp có những người tò mò chạy vô nhìn nhìn, làm cho nó xuất hiện, nó còn la hét một vài tiếng nữa. Nhưng mà nếu tất cả chúng ta là thấy rằng nhốt nó lại, không còn ai để ý đến nó nữa, thì nó đâu còn lý do gì để mà ồn ào. Rồi một mục sư, một người được trách nhiệm có thể bước vào ở trong 4 cái chăn đó được che đó, giải quyết nó một cách rất là dễ dàng. Bởi vì chúng ta có thẩm quyền ở trong chúng ta, do Chúa Giê-xu Ngài đã ban cho chúng ta. Amen anh chị em. Hãy nói với chính mình, tôi có thẩm quyền từ nơi Chúa. Trong danh Đức Giê-xu tôi có thể trị quỷ. Lý do tôi thấy nhiều là vì tôi được huấn luyện, được trang bị và để ý, cho nên tôi thấy. Có người nói rằng sao mấy mục sư thì nhìn thấy quỷ, còn tôi không thấy. Cái lý do là bởi vì quý vị quá bận, bận thanh toán những hóa đơn, bận rửa bát đĩa, bận cắt cỏ trên sân, bận đủ thứ bận, bận luôn đến những chuyện thuộc linh, và không được nhắc nhở để chúng ta nhận biết. Cái thế giới mà mắt chúng ta thấy tại đây, nó hơn là chỉ những gì chúng ta thấy trong vật thể. Khi một chuyện xảy ra, thì chúng ta nên nhớ một điều, nó thiêng liêng, nó thuộc linh hơn là chúng ta nghĩ. Tôi lấy ví dụ để anh chị em thấy tại đây. Sáng Chủ nhật vừa rồi, chúng tôi chuẩn bị sớm để đi đến hội đồng. Và chuyến đi này thì chúng tôi sử dụng GPS, bởi vì ban ra một cái cách để ông bà mục sư Khánh được tự do, bằng cách là họ bảo chúng tôi phải mướn xe và tự lái đến điểm nhóm. Nếu một điều nó lạ mà tôi không quen, tôi là người có cái quan sát và trí nhớ cũng rất là tốt. Và tôi nói với nhà tôi, sao con đường này nó không giống đường sáng nay mình đi nha.
mỗi lần mình đánh vào trong GPS nó dẫn một con đường khác. Cho nên chúng tôi cứ phải bối rối chỗ này quẹo trái hay là quẹo phải, cứ nghe. Nhà tôi phải cầm cái điện thoại cho tôi. Thì tôi thấy là một cái kế hoạch nghĩ ra tốt nhưng mà không thực tế. Ông mục sư mà ông lái ông phải tìm đường như vậy, tới nơi ông quên hết bài giảng rồi. Và đây là điều có thật anh chị em. Tôi chuẩn bị bước ra rồi thì tôi gỡ cái mắt kính xuống. Thì khi tôi gỡ cái mắt kính xuống để mà chúng tôi rửa cái kính, mới vừa bỏ nó xuống thì cái gọng kính nó rớt ra. Và nhà tôi thì đã đứng ở bên ngoài cái phòng ngủ của chúng tôi, khách sạn của chúng tôi. Tôi là phải mò mò đi tìm. Và cảm ơn Chúa, vâng lời Chúa. Trước khi đi Chúa bảo phải đem cặp mắt kính cũ theo. Nếu tôi không vâng lời là chắc là có lẽ phải đứng giảng suốt cái thời gian mà một tay cầm cái kính của mình. Mà cái con ốc mà để bắt cái gọng kính của mình nó nhỏ lắm. Mà tôi để ở trên cái túi vệ sinh cá nhân đó. Nó rớt cái gọng kính ra thì tôi nói rằng cái người là vô phương để mình tìm nó ra. Không biết tại sao ngay cái giây phút đó mà cái kính này là kính mới anh chị em, mới có 2 tuần rồi. Mà cái ốc nó lại rớt ra như vậy. Không phải con ốc mà nó bắt cái tròng kính mà cái gọng kính của mình. Tôi khó chịu, nhà tôi cũng bực mình thôi. Sao mà trong cái gì đó lâu quá vậy? Tôi nói rằng đi kiếm mắt kính. Tôi đi nhóm với hội thánh. Chưa về, chúng tôi ghé ngang tiệm để mua một cái screwdriver để sửa cái kính của mình. Vậy tôi nói rằng làm sao bây giờ mình kiếm được? Chỉ có xin Chúa ngài giúp đỡ thôi. Anh xem con ốc nhỏ như vậy mà nó rớt, mình không biết nó rớt ở đâu. Rồi khi tôi mở cái túi ra lấy hết tất cả những cái kem đánh răng cái gì ra đó, tôi thấy con ốc đó. Bỏ vô gặn lại. Nhưng mà nó không có kích cao và chắc. Tại nó thiếu một cái lồng đèn. Tôi chết rồi, bây giờ mình cứ gặn hoài mà sao nó không chắc được. Thế bây giờ lý do nó tại sao? Tôi đang xòe tay lên như thế này thì thấy cái lông đèn nó nằm ở trên đầu ngón tay của mình. Anh em làm sao cái lông đèn nhỏ như vậy mà tôi đi lại từ phòng vệ sinh ra tới cái chỗ cái bàn ngồi làm việc tạm thời, bắt cái con ốc như vậy mà cái lông đèn nó vẫn còn nằm ở trên đầu ngón tay của tôi. Chú gửi đi. Không cách nào khác rồi để giải thích nó được. Ngón tay tôi nó không có chất hít để có thể giữ kim loại ở trên cái đầu ngón tay của mình, để mà nó xuất hiện ngay cái giây phút mà mình cần. Mở con vít ra trở lại, bỏ cái lông đèn lên thì mới siết chặt được. Anh chị em, việc nó thuộc về thiêng liêng hơn chúng ta tưởng. Vì nó tìm đủ một cách để ngăn cản chúng tôi đến để chia sẻ lời của Chúa. Nó gây rối tinh thần của mình. Đó là lý do mà tôi nói rằng sự cầu nguyện của anh chị em để yểm trợ chúng tôi là điều không thể thiếu. Vì chúng ta tất cả đều đang ở trong chiến tranh. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta nhớ điều đó và có một sự quân bình. Đừng cho rằng mọi vấn đề đều do ảnh hưởng của ma quỷ, nhưng cũng đừng cho rằng không có vấn đề gì, bởi vì nó thuộc về thuộc linh hơn chúng ta tưởng. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước để chúng ta kinh nghiệm phước hạnh ở trong ơn của Chúa, trong sự dẫn dắt của Ngài. Chúa nghe mất muốn dẫn dắt chúng ta. Tôi kể một câu chuyện khác rồi chúng ta kết thúc. Trước đây hội thánh của Chúa chúng ta có một cái mục vụ gọi là điện thoại phúc âm. Ngày xưa chúng ta sử dụng cái máy gọi là answering machine, cái máy để trả lời điện thoại. Anh chị em còn nhớ cái máy không? Nó không có những cái chức năng giống như điện thoại chúng ta hôm nay. Cái máy nó khá to. Mà nghiên cứu thì mới thấy được rằng nó cho chúng ta có cái lời nhắn tin. Bạn đã gọi số điện thoại gì đó, xin để lại nhắn tin, chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất mà chúng tôi có thể làm được. Thì nó cho mình có thể lên đến 3 phút. Cho nên có một tổ chức của các đệ tớ của Chúa, mục sư Lê Hoàng Phu, em trai của mục sư Lê Hoàng Phu, mục sư Lê Phước Nguyên và một số cộng sự viên nữa, họ làm 3 phút niềm tin gọi là điện thoại phúc âm. Thì chúng tôi cũng góp phần và sử dụng điều đó. Hằng ngày chúng ta có 100 người gọi vào. Cho nên chúng tôi phải ở trong, để nó trong cái silent mode. Một ngày kia thì chúng tôi đang ngồi làm việc ở trên cái bàn ăn ở gần đó. Tôi nghe tiếng của Chúa nói rằng hãy bắt cú điện thoại này lên. Vì nghe nó khởi động, băng bắt đầu chạy, tôi biết rằng họ đã nghe. Và chờ cho đến khi cái tít nó thì tôi bắt cái điện thoại lên. Tôi rằng xin lỗi, anh là ai? Nghe nói rằng tôi muốn báo cho quý vị biết là tôi đang ngồi tại quán cà phê 9 giờ tối. Tôi uống xong cái tách cà phê này,
tôi sẽ cầm súng đi đến tôi bắn cái thằng mà nó đã cướp vợ của tôi. Rồi tôi tự tử. Tôi trả lời, Chúa rất yêu thương anh, đừng thực hiện kế hoạch đó. Bởi vì tôi hiếm lắm để trả lời trực tiếp như thế này. Đức Chúa đã sắp đặt để tôi có thể gặp gỡ anh trong thời gian này qua cú điện thoại này. Tôi khuyên anh bỏ ý định đó. Tôi hướng dẫn anh qua chương trình cứu rỗi của Chúa và anh bằng lòng tin nhận Chúa. Tôi nói với anh bây giờ, lập tức đi về nhà giao cái súng của mình cho những người em ở trong nhà để họ giúp cho trong thời gian này. Mình không biết tinh thần của mình có vững vàng chưa. Và hẹn gặp anh trong ngày Chủ nhật tại nhà thờ. Cảm ơn Chúa, anh đến nơi nhóm lại với chúng ta sinh hoạt trong hội thánh của Chúa tại đây. Anh có cái công ty xây dựng. Anh là người xây những cái building của nhà hàng Phu Kim. Lúc bây giờ khi ông Quỳnh Công Ánh làm chủ. Mà sau này chị Hồng trong hội thánh của chúng ta làm chủ quyền của nhà hàng Phu Kim. Thì ngay cái lúc mà anh đến nhóm lại với chúng ta, thì nhầm cái lúc ống nước ở trong nhà thờ bị bể. Suốt cả tuần nước nó chảy đầy ở trong nhà thờ hết. Sáng Chủ nhật anh em mở cửa ra, nước nó tràn ra. Và hôm đó gọi réo với nhau chạy đi mướn máy về để hút nước. Nhưng mà vách tường đã bị hư, cho nên anh là người giúp đỡ để sửa vách tường. Và anh cũng là người cố vấn kỹ thuật cho chúng tôi để đánh bóng vẹt ni lại tất cả các băng ghế. Tôi chia sẻ điều này để báo cho anh chị em biết rằng Chúa Thánh Linh Ngài có thể hướng dẫn chúng ta. Chúng ta chịu lắng nghe sự hướng dẫn của Ngài, chúng ta có thể được Chúa Ngài sử dụng để chúng ta làm nguồn phước cho những người có nhu cầu, để phép lạ của sự giải cứu có thể xảy ra. Amen anh chị em. Bóng tối là gì? Bóng tối là không phải là đối lại với ánh sáng, nhưng mà bóng tối là chỗ vắng bóng của ánh sáng. Khi chúng ta không có mặt, chúng ta là con cái của Chúa, là con cái của sự sáng. Chúa Giêsu nói chúng ta là sự sáng của thế gian này. Và nếu chúng ta bước vào ở trong một cái hoàn cảnh thật là đen tối, chúng ta mang ánh sáng của Chúa vào trong đó, hoàn cảnh sẽ thay đổi. Chúa quyền năng có thể làm phép lạ của sự giải cứu xuyên qua đời sống của chúng ta. Vì Giăng chương 1 câu 5, ánh sáng soi trong bóng tối, nhưng bóng tối không tiếp nhận ánh sáng. Chúng ta đi đến đâu, chúng ta hãy để Chúa Ngài sử dụng chúng ta để đem ánh sáng đến đó. Cảm ơn Chúa. Hãy nhớ một điều, kẻ thù của chúng ta là có thật, ma quỷ là có thật, và chúng ta đã được nhắc nhở về những chiến thuật của nó. Hãy chiến đấu ở trong ơn của Chúa. Chúng ta không chiến đấu để chiến thắng, nhưng mà chúng ta chiến đấu từ chỗ chiến thắng của Chúa để chúng ta thực thi sự giải cứu của Ngài cho những người có cần. Ephesians chương 6 câu 12 nói và 13 nói, vì chúng ta chiến đấu không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ cầm quyền bá chủ thế giới mờ tối này và các thần dữ ở các nơi trên trời. Vì vậy hãy mang trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để trong ngày tai họa anh em có thể chống cự lại, và khi chiến thắng mọi sự rồi anh em được đứng vững vàng. Đó là chỗ mà Chúa muốn chúng ta được đứng vững vàng, để từ vị trí đó chúng ta có thể làm nguồn phước cho những người xung quanh. Chúng ta có thể đem và chia sẻ phước hạnh của phép lạ, của sự giải cứu, của sự chữa lành, của sự chu cấp, của sự bảo vệ của Chúa cho những người xung quanh của chúng ta. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa, xin chúng ta cùng đứng lên và cầu nguyện trong thời gian này. Nếu quý vị có mặt ở đây nhưng chưa bao giờ tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống, thì tôi khuyến khích và kêu gọi thì quý vị và các bạn sẽ đáp lại và tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Bởi vì khi chúng ta thuộc về Chúa và Chúa ở trong chúng ta mới có thể thắng được công việc của thế giới tối tăm. Ma quỷ là có thật. Nó đã hành khổ bao nhiêu cuộc đời. Hôm nay là ngày mà chúng ta có thể bước ra khỏi cái dòng kiềm tỏa của nó để chúng ta được tự do trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và chẳng những như vậy, Chúa Ngài cũng sẽ ban cho chúng ta thẩm quyền để chúng ta có quyền trên kẻ thù, là nó là kẻ mà chúng đã rượt đuổi chúng ta trong những ngày tháng qua. Khi chúng ta sợ, chúng ta phải cúng, phải bái, phải làm đủ mọi thứ. Được cứu, được làm con Thiên Chúa, và lại được Chúa Ngài ban thẩm quyền để chúng ta có thể trỗi cao hơn và có thể xử lý ma quỷ trong thẩm quyền Chúa Ngài ban cho trong danh Chúa Giêsu. Thật là tuyệt vời. Điều đó là điều mà quý vị cần. Thì xin Chúa Ngài cho trong thời gian mạnh mẽ tiến lên phía trước tới đây, chúng tôi sẽ giúp đỡ cho quý vị. Còn con gái của Chúa, chúng ta mỗi người cầu nguyện. Chúng ta nhận biết chiến trận của chúng ta đang rất là khốc liệt. Con gái chúng ta đang đối diện với những điều rất là kinh khủng, mà người ta đang tìm đủ một cách để cướp giết và hủy diệt.
Hãy cầu nguyện. Nhận biết thẩm quyền Chúa ngài ban cho và trở về sử dụng thẩm quyền Chúa ban cho để cột trói công việc của thế giới tối tăm, để bảo vệ con cái của mình bởi thẩm quyền Chúa Giêsu. Để trong ơn của Chúa, chúng ta bảo vệ con cái của chúng ta trong thẩm quyền của Chúa Giêsu để giải cứu chúng nó. Cho hôn nhân của chúng ta được bảo vệ bởi thẩm quyền của danh của Đức Chúa Giêsu. Và để chúng ta sẵn sàng gặp gỡ và giúp đỡ cho những người có nhu cầu để giải cứu họ, để thấy phép lạ được xảy ra trên đời sống của họ, để thấy sự can thiệp của Đức Chúa Trời. Vì chúng ta sống với phương châm mà Chúa đã nhắc nhở chúng ta trong những ngày qua: tôi có thể giúp anh chị điều gì? Và chúng ta lấy ơn của Chúa, chúng ta đáp ứng nhu cầu của họ. Và trong trường hợp chúng ta không có tài nguyên, tiền bạc, chúng ta vẫn có thể cầu nguyện cho họ. Thật ra cầu nguyện là cái điều rất lớn và rất là quan trọng trong tất cả những cách mà chúng ta giúp những người có nhu cầu. Nhất là cầu nguyện trong thẩm quyền và những con người cầu nguyện có linh nghiệm, thì việc nó lớn vô cùng. Bác sĩ phải bó tay cho biết là chỉ còn một vài thời gian ngắn nữa, một vài tuần nữa để sống. Nhưng mà bởi lực cầu nguyện, bởi thẩm quyền Chúa ban cho, có thể được chữa lành hoàn toàn và bước vào trong chức vụ hầu việc Chúa. Ơn của Ngài có thể bày tỏ ra giai đoạn cuối cùng của ung thư. Bác sĩ đã bó tay và bảo rằng chỉ còn một thời gian ngắn để sống. Chúa chữa lành mà hôm nay khỏe mạnh bước đi trong ơn của Chúa. Chúa có thể làm điều đó xuyên qua đời sống của chúng ta. Anh chị em hướng lòng về Chúa, tôi xin cầu nguyện cho anh chị em hãy đón nhận. Hãy đón nhận. Cho dấu chúng con cảm ơn Ngài vì phước hạnh và địa vị mà chúng con có ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Cảm ơn Chúa, chúng con vốn không phải là người nhà của Đức Chúa Trời. Nay được Chúa ngài nhận chọn chúng con làm người nhà của Chúa. Và Ngài đã đến trên cuộc đời của chúng con. Khi chúng con tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống, Thánh Linh đã bước vào trong cuộc đời của con. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin tiếp tục Chúa dẫu làm việc giúp đỡ để chúng con nhận biết sự hiện diện của Chúa. Đấng ở trong chúng con là lớn hơn kẻ trong thế gian. Và cảm ơn Chúa Giêsu vì Ngài đã ủy quyền cho chúng con. Để trong thẩm quyền của Chúa, Chúa ngài sai phái chúng con đi ra để chữa lành những người đau ốm, để trị quỷ, để khiến những người phun được sạch, khiến sống kẻ chết. Chúng con biết ơn Ngài vì địa vị và sự ban cho, cũng như Chúa gọi, Chúa chọn và Chúa lập chúng con để chúng con đi và kết quả hồi cho trái chúng con đừng đau luôn. Cảm ơn Chúa vì danh quyền năng của Chúa đã được Chúa nghe ủy quyền cho chúng con sử dụng. Cảm ơn Chúa vì kết quả huy hoàng phước hạnh mà chúng con đã chứng kiến, chúng con đã thấy trên những cuộc đời, trên những chứng bệnh, trên những hoàn cảnh. Sự tự do, giải cứu, chữa lành đã đến ở trên nhiều cuộc đời chúng con. Cảm ơn Ngài. Xin Chúa ngài hành động để trong thời giờ này anh chị em của chúng con nhận biết và bây giờ cho có đức tin và sự dạn dĩ đủ để chúng con sử dụng danh của Đức Chúa Giêsu để bảo vệ con cái của mình trong sự cầu thai, không phải chỉ nài nỉ Đức Chúa Trời làm công việc, nhưng mà trong thẩm quyền Chúa ban cho để cột trói công việc của thế giới tối tăm và mở phước hạnh của Chúa trên đời sống của con cái chúng con, trên hôn nhân của chúng con, trên gia đình của chúng con, trên khu xóm của chúng con, trên quê hương đất nước xứ sở của chúng con nữa. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con cảm ơn Chúa. Xin ban ơn dẫn dắt chúng con để chúng con luôn kết quả ở trong ơn của Ngài, để chúng con chiến đấu, mà khi chúng con chiến đấu rồi chúng con vẫn đứng vững, bởi vì Chúa của chúng con là đấng chiến trận cho chúng con trong thẩm quyền mà Chúa nhà đã ban cho chúng con. Chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa, nhưng phó dân mỗi chúng con một cái tươi mới trong tay của Ngài. Xin ban phước sử dụng chúng con, tận dụng chúng con trong vinh vang của Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài. Tặng Chúa với chúng con hết lòng thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng tôi sẽ nán lại để cầu nguyện cho những người có nhu cầu. Các con cái của Chúa, như thông báo, xin chúng ta có thể mạnh mẽ mời gọi những người mà chúng ta biết đã từng được phước hạnh, được lợi ích bởi hội thánh của Chúa VBC Houston, để Chủ nhật tuần tới có thể nhóm lại một cách đông đủ để chúng ta vui kỷ niệm ngày thành lập hội thánh lần thứ 40. Chúa ban phước và gặp lại quý bạn chị em trong ơn Chúa. Xin kính chào các con cái của Chúa thờ phượng Chúa với chúng tôi online nữa. Xin kính chào tạm biệt. Chúa ban phước. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.